Không tập gym thì yên tâm rồi. Tại tập gym á, chị sợ sau này gây ẩn thì mất công. Tại chị bây giờ tập gym, con trai tập gym thường hay quen với nhau ở trong phòng gym. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, năm nay em 24 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em đang làm quản lý nhà hàng và bên cạnh đó là học thiết kế đồ họa. Trang quê ở đâu? Em quê ở Khánh Hòa. Rồi, em giới thiệu em đi em. Em tự giới thiệu, em là Đồng Thanh Nghĩa, sinh ra tại Quảng Nam và hiện làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em tên Nghĩa hả? Bên kia tên Trang. Hai cái tên em nghe cũng hơi buồn anh. Thôi mình nói Trang Nghĩa đi nha. Rồi Nghĩa làm công việc gì? Bên quản lý chất lượng của một công ty bê tông thương phẩm chị. Bây giờ mình bắt đầu từ Trang trước hết nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Trang? Nghĩa. Điểm mạnh của em thì hòa đồng, biết nấu ăn ngon. Em biết làm các đồ handmade, hát được, kỹ được. Vậy là tốt rồi. Còn điểm yếu? Như em không có điểm yếu. Không có điểm yếu gì luôn hả? Hay quá. Bên kia không có điểm yếu gì, bạn có điểm yếu gì không? Dạ em chủ yếu là ưu điểm thôi anh. Dạ ưu điểm của em cũng rất là nhiều. Hát được, làm thoa được, nấu ăn được. Thôi bây giờ mình nói về tình trường đi. Tình trường sao em? Dạ em có 3 mối tình. 3 mối tình? Dạ. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi? Hơn 1 năm. Quen được bao lâu? Em quen hơn 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ là anh ấy đi công tác chỗ khác xong rồi xả lòng người khác thôi. Vậy là gặp ngay người đàn ông không chung thủy rồi đúng không? Dạ. Em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì phải cao này, 1m7 trở lên. Thấp được không em? Dạ thấp thì con nó lùn quá mất công. Không có đâu, trời ơi bây giờ nhiều khi cha mẹ thấp. Thấp ai có mấy 5-5 anh em ơi. Con vẫn cao. Mẫu bạn trai của em thì phải quan tâm được người khác, đừng có ích kỷ, đừng có vô tâm, phải có chí hướng của mình, cũng đừng có gia trưởng quá. Em không thích chơi game. Cái đó không có đâu em yên tâm đi, anh cũng rất gắt cái đó luôn á. Còn cái gì không về ngoại hình có điều gì em nha? Ngoại hình thì đừng có đen quá, đừng đen hơn anh dừng lên là được. Về đừng cũng đừng hói. Không hói. Dạ. Ít tóc như anh Quyền Linh thôi cũng được. Dạ phải chơi thể thao. Có chơi thể thao gì không? Dạ nếu mà bám thì em chắc em chơi được bóng chuyền cũng được. Cũng cao ráo săn chắc roi roi nhưng mà nhìn cũng mạnh khỏe. Anh có tập gym không anh? Tập gym mà nhiều lúc cũng muốn nhưng mà công việc mình chiếm cũng nhiều thời gian lắm nên mình không. Tướng này chưa có gym. Không tập gym thì yên tâm rồi. Được. Cái gì? Tại tập gym á chị sợ sau này gây ẩn thì mất công. Ý là sao em? Ý là muốn tập gym hay là không muốn? Em nói thẳng thôi. Dạ luôn. Không. Rồi không tập. Tại chị bây giờ tập gym, con trai tập gym thường hay quen với nhau ở trong phòng gym. Mình chưa có yêu ai hết rồi mình có kinh nghiệm gì không? Rất là nhiều kinh nghiệm đúng chị. Kinh nghiệm đâu ra mà thật có. Sự là bạn bè em, ví dụ như bạn bè em cưới vợ thì nó khó khăn gì đó mình cũng chia sẻ cho nó. Dạ, nhưng mà khó khăn gì đó là nó khó khăn chia sẻ nhưng mà còn cái chuyện nói với vợ nó sao em chia sẻ được, sao em có nhiều lúc nó cũng tâm sự với mình mà mình cũng chỉ cho nó. Nói chung em cũng thuộc tiếng người cũng rất là tâm lý. Dạ em chỉ thì sao, ví dụ như nó giận vợ thì mình có thể là mình chỉ nó sao là để nguôi giận đồ, rồi ví dụ mua quà tặng đồ này kia mình có thể tư vấn chỉ cho nó mấy cái chiêu trò để dạ, nó dạ. Làm với một vợ xíu đúng không? Dạ nhưng mà làm chồng em đâu có chỉ được biết không? Thì có thể là trao đổi qua lại chị, mình đưa nó một cái gì đó nó thích thì nó có thể chỉ lại cái kiến thức cho mình. Đó cũng là lý thuyết thôi ha, chứ từ lý thuyết đến thực hành cũng còn xa lắm. Dạ đúng rồi chị, rất xa luôn. Rồi hy vọng là em thực hành được. Định qua thăm đàn gái coi sao dạ. Mà qua đi phỏng vấn đàn trai dữ ha. Để xem đàn gái. Ô chào em gái. Sao anh? Đàn gái. Được. Sao muốn lấy chồng cao hơn dữ vậy? Dạ. 1m7 rồi hả? Nó còn khúc nữa mới được. Không sao đâu. Bây giờ do dinh dưỡng, do môi trường, do rất là nhiều thứ thì con nó cái nó sẽ cao chứ không phải là do cha mẹ cao là con cao đâu. Ha, bữa chỗ ông cho anh có ông kia cao 2m để con ra cao 1m1 à. Ngộ vậy. Lo nha. Dạ. Cưới liền được không? Cưới liền hỏi ý kiến ba mẹ em. Ủa ba mẹ cho mới chịu hả? Dạ. Thí dụ ba mẹ không cho thì sao? Năn nỉ. Có ba mẹ đây không? Dạ có. Chúc năn nỉ nha. Được á. Được. Đàn được. Trai chịu à. Rồi. Em thấy bạn gái bên đây thì 24 tuổi. Tiếc cái tên thì nó hơi Nghĩa Trang thì thấy nó không được hay lắm. Hai bạn thì là đẹp đôi. Thôi kể đi, cái tên không quan trọng đâu. Quan trọng là mình về sống với nhau như thế nào. Dạ. Ở nhà có tên gì khác không?
Em tên Nghĩa thôi à. Ở nhà tên gì Trang? Dạ, nhà tên Bé. Ồ, Nghĩa Bé. Đi Nghĩa. Dạ, em có ý kiến là dạ, dù có tên gì đi chăng nữa thì nếu mà Nghĩa Trang thì bình thường ai rồi cũng phải Nghĩa Trang hết, đi đâu không Nghĩa Trang. Đúng rồi, đi đâu cũng phải về Nghĩa Trang thôi. Rồi, hôm nay chúng ta mở rào cho bé Nghĩa gặp nhau. Rồi, kéo rào. Lần đầu gặp nhau có món quà tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Tặng hoa nè. Ờ, em cảm ơn. Tặng con heo đó làm chi vậy? Dạ, phụ nữ là phải là tay hồn chìa khóa cho gia đình. Em tặng con heo nó tượng trưng cho điều đó chị. À, em cũng có món quà tặng anh. Cái này là do em vẽ. Nó vẫn chưa có mặt của chú rể. Dạ, mình vẽ luôn vô ha. Dạ. Vẽ luôn. Thôi, trời, nghĩ sao vẽ người có đầu. Dạ. À, đúng là Nghĩa Trang. Bây giờ bây giờ bé nhìn cái hình này ha. Nhìn đây, bé vẽ liền vô cho nó phong thủy tốt nha. Đẹp nha. Ba đẹp trai đó. Nhìn đây nhìn tôi hồi vẽ nó quắc à. Không chưa? Giống này trời. Trời. Giống đó anh, em thấy giống mà. Đẹp. Trời ơi. Giống mặt. Không, giống này, giống này, giống này. Ghi vô coi. Bé Nghĩa. Đây, đây lại đọc từ đây qua đây là Trang Nghĩa. Ờ, vậy muốn viết sao viết đi. Tôi không biết phong thủy đó nha. Ngày hôm nay là ngày rất đặc biệt á. Nữa sau này các bạn xem lại cái hình ảnh này, các bạn sẽ thấy nó ý nghĩa thế nào. Rồi, đó, đem qua tặng bạn luôn. Trang Nghĩa. Hai bạn trò chuyện với nhau đi. Bạn có thích thơ không? Có anh. Hôm nay mình có một bài thơ tặng cho bạn luôn. Hôm nay đến với chương trình, mong cho hai đứa gọi mình gọi ta, mai sau chung một mái nhà, nhìn đàn con nhỏ của ta lớn dần. Thôi, chưa chi mà làm thơ cả đàn em con nhỏ rồi. À, anh thấy em sao? Rất là dễ thương luôn. Mình học bao nhiêu năm nữa mình xong? À, em học là 1.5 năm. Có nghĩa là mình học còn 5 năm hả? Không, em chỉ học là học học hệ ngoài đại học thôi. Mình vào đây mình sinh sống với ai? Mình ở với ai? Hay là mình ở... Ở một mình ạ. Mình ở đó mình... Nhà mình á, ấy là nhà mình ở quê á. Có gần bến xe hay ga tàu hay là sân bay? Nhà gần biển. Tất nhiên là biển rồi, Nha Trang là biển rồi. Ấy là cái phương tiện đi lại nó có tiện cho mình không? Dạ có, nằm ở trên đường quốc lộ 1. Ví dụ như em có thoải mái khi mà anh có việc anh phải đi làm đêm hay là thì ăn nhậu với bạn bè không? Cái đó em thoải mái lắm, ăn nhậu thì càng tốt, em cũng nhậu được mà. Ừ, vậy thì hai. Buồn hai đứa cùng nhậu cũng được. Dạ đúng, em đang định nói. Em nói đi, nãy giờ nói nhiều hả? Tại vì vừa mới gặp cho nên em chưa nói gì được nhiều hết. Có hy vọng là mình quen nhau thì mình sẽ tìm hiểu với nhau nhiều hơn. À, anh có nuôi thú cưng không? Anh có nuôi chó hay mèo không? Em thật sự là em thích nuôi thú hả? Dạ. Anh thì không thích nuôi con gì hết, thích nuôi con vợ không à. Em thấy anh có đưa con heo, chắc anh thích nuôi heo. Không, có nghĩa là nó tượng trưng cho người vợ là tay hồn chìa khóa của gia đình. Vậy anh mua anh tặng thôi chứ bình thường không thích. Nhưng mà quê nuôi rất nhiều. Nhưng mà nếu mà em về em nuôi mèo hay em nuôi chó thì có được không? Được, nhà anh cũng nuôi. Nhưng mà có để anh không thích đâu, chăm nó cực lắm. Với lại mình, ví dụ mình nuôi nó mà mình xa nó thì cũng thương nó. Nhà anh nuôi rất là nhiều chó luôn á. À, em cũng thích nuôi chó. Bạn gái hát tặng bạn trai một đoạn nào đó đi để bạn trai cảm nhận. Dạ, em sẽ gửi tặng một đoạn. Thương anh em lội sông sâu, trôi hương trôi hoa tăng phận nguyện, còn chẳng trừ chi hỡi anh, hôn em ôm em cho nát tranh vinh. Ừ, tình là điên khát say, hôn em ôm em sau nát tranh giành. Dễ rồi. Hay đó, em thấy rất hay. Chúng ta đã được chương trình tạo cho cái duyên rồi. Cái phần là do các bạn quyết định. Các bạn đã nghe ý kiến người thân rồi.
Bây giờ chính chúng ta phải làm theo mách bảo của con tim. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng nha. Rồi nắm tay nhau nào. Đó. Nói gì với hai bác đi. Xin hai bác cho con hôn em một cái. Chấp nhận đó. Men không? Sao em biết men? Mới hôn cái mà men gì? Không. Tao bây giờ ẩm bằng gái lên thử coi nổi không? Nổi vậy em nghĩ là nổi. Thử có cái hành động có lãng mạn không? Điểm nó coi. Ồ. Ờ, để xuống cái gầm vậy. Luyện gì vậy, luyện con heo vậy? Làm để xuống làm cái bịch vậy á.